xe cứu hộ Tom. Chào Francis, có vẻ như hôm nay là một ngày bận rộn của anh ha. Nè Francis, anh không sao chứ? Cái này có thể sẽ gây nguy hiểm đó. Đừng lo lắng Francis, chúng tôi có thể sửa cho anh. Đợi ở đây nha, tôi sẽ gọi cho xe cứu hộ Tom, bạn ấy có thể giúp anh. Nè Tom, bạn đang trên đường trở về gara sao? Nghe nè Tom, bạn có lẽ nên quay lại. Xe bốc dỡ hàng Francis đang gặp sự cố, anh ấy cần bạn giúp. Cảm ơn Tom, bạn thật sự rất tử tế. Đi thôi, chúng ta cùng đến giúp Francis nào. Nhưng Francis đang ở đâu? Kia kìa Tom, nhìn kìa, Francis đang đợi chúng ta. Cẩn thận đó Tom. Nè Francis, Tom đến giúp anh rồi đây. Đến gara rồi các bạn. Bắt tay vào việc thôi. Vậy chúng ta làm gì trước đây Tom? Chà, thanh nâng hàng bị cong rồi. Và vậy là rất nguy hiểm. Bạn nói đúng, phải thay thanh xúc thôi. Cái đó được không Tom? Được à? Chính xác. Đến lúc gỡ bỏ thanh nâng cũ và lắp thanh nâng mới vào rồi. Dạ, làm xong rồi. Nhìn anh tuyệt lắm Francis. Chà chà, nhìn kìa Tom, chúng ta cần phải sơn lại thôi. Kia kìa Tom, cái đó được không? Đến lúc phủ một màu sơn mới rồi. Làm tốt lắm Tom. Bây giờ nhìn anh tốt hơn nhiều rồi Francis à. Mà khoan, chúng ta còn việc cần phải làm Tom à. Phải, chúng ta cần phải làm gì đó với đèn cảnh báo nguy hiểm. Cái đó được không? Không. Được rồi, chỉ còn cái đó. Cũng không mà. Cái này thì sao? Tuyệt vời. Làm tốt lắm Tom. Bây giờ thì mọi thứ đã hoàn hảo rồi. Chúc anh vui vẻ Francis. Tạm biệt. Tạm biệt Tom. Hẹn gặp lại bạn.
Chào bác Gary, hôm nay nhìn bác bận rộn quá ha. Nè bác Gary, có chuyện gì vậy? Bác thử lại lần nữa được không? Ồ không, hình như cần nâng rác của bác có vấn đề rồi. Hãy gọi cho xe cứu hộ Tom, bạn ấy có thể giúp bác. Ồ, bây giờ bác bị kẹt vào thùng rác rồi. Tom, nè Tom, bác xe đổ rác Gary cần bạn giúp đỡ. Dậy đi. Bác ấy đang ở ngoài đường Tom à. Nhanh lên, đi thôi. Đúng rồi Tom, cứ đi tiếp đi. À, bác Gary có lẽ ở đâu đó quanh đây thôi. Nhìn kìa Tom, bác Gary kia kìa. Bác Gary, Tom đến rồi, bạn ấy sẽ sửa cho bác nhanh thôi. Giờ thì chúng ta sẽ đưa bác đến gara. Chúng ta về đến gara rồi. Đến lúc bắt tay sửa cho bác rồi, bác Gary. Tom, bạn sẵn sàng chưa? Được rồi, bác Gary. Thử nâng cần rác của bác lên đi. Sao vậy Tom? Bạn có nghĩ nên thay cần nâng rác này không? Không sao. Đúng rồi, cần nâng rác này vẫn còn tốt. Hãy tìm cái cờ lê để sửa lại chúng. Tom, nhìn kìa, ở ngăn trên cùng của cái kệ. Tuyệt vời! Giờ bác thở được rồi đó, bác Gary. Chà, bác Gary hoạt động tốt trở lại rồi. Làm tốt lắm, Tom. Hình như bánh xe của bác Gary bị thiếu hơi rồi. Hay đó, một máy bơm hơi áp suất. Chúng ta sẽ dùng nó để bơm hơi cho bánh xe của bác Gary. Bạn làm việc này tốt lắm, Tom. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, Tom? Phải rồi. Hãy sửa lại chỗ bị móp này.
Giỏi lắm Tom, chỗ bị móp giờ không còn nữa rồi. Vậy là đã xong rồi. Bác Gary nhìn bác tốt hơn nhiều. Cảm ơn Tom nhiều lắm. Tạm biệt bác Gary. Đừng có để bị kẹt vào bất cứ thùng rác nào nữa nha. Ồ, cảm ơn bác Gary vì đổ giùm thùng rác của Tom nha. Tạm biệt bác Gary. Tốt lắm Tom. Hẹn gặp lại. Tạm biệt.